Tôi là một người đàn ông may mắn nhất. Tôi thỏa mãn những gì tôi đang có: một sự nghiệp vững chắc, một gia đình hạnh phúc, và tôi muốn sẽ có những người hạnh phúc giống như tôi. Và nhân vật vừa rồi chính là anh Huỳnh Châu Trường Giang, người đã có 10 năm gắn bó với công việc chụp ảnh cưới miễn phí dành cho những người khuyết tật. Ở rất nhiều số của chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời, quý vị đã có dịp thưởng thức về những câu chuyện của sự tử tế. Nhưng câu chuyện của ngày hôm nay thì vô cùng kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ anh Trường Giang của chúng ta cho đi mà không muốn nhận lại bất kỳ một điều gì. Đây sẽ là câu chuyện vô cùng ý nghĩa mà Khoảnh Khắc Cuộc Đời mong muốn được gửi đến tất cả quý vị thông qua người kết nối, nhà thơ Phong Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng thời trang Kim. Phong Việt xin phép được chào anh Trường Giang. Cái hành trình anh đã đi qua được hơn 10 năm với câu chuyện của một cái người làm thiện nguyện chụp những bộ ảnh cưới miễn phí cho những người khuyết tật. Thì việc muốn hỏi là có khoảnh khắc nào trước cái quãng 10 năm đó anh nghĩ rằng là anh muốn được trở thành một người làm thiện nguyện hay không? Đầu tiên anh đi làm áo cưới gần tháng 7 thì anh có đi Vũng Tàu, thì tình cờ anh vô mấy cái chùa thì thấy những người đứng, thì anh cũng có cho 5-3 ngàn người đó nói anh là anh vô cho mấy chàng mồ côi đi. Cái năm sau anh đi thì anh vô mấy chàng mồ côi anh cho quà, trong xuôi anh về cũng làm áo cưới bình thường. Thì cũng lâu lắm, cũng có cái chị đó là làm trung tâm máy ấm gì đó ở dưới quận nhất á, vô người ta đặt bộ áo cưới mình, thì cái chị đi có mình thôi, nói là anh ơi, giờ em chụp quần bùm cưới vậy á là giá là bao nhiêu. Thì cái chị đó thấy vậy mới đặt cọc. Còn một tuần 20 ngày sau chị đó chở thấy hai người khuyến tật tới, thì anh không nghĩ là hai người này là chụp hình nữa, cũng không nhớ chị này là làm hợp đồng nữa. Là chị mới lấy cái hợp đồng ra, chị nói nó ủa cô dâu cứ gửi đâu, cái nói là cô dâu gửi này đây nè, cái nói là anh chị này là ở trong máy ấm cưới. Thì anh thấy ta nói chuyện anh cảm động, anh nói thôi cái hợp đồng anh đã làm rồi, thôi bây giờ anh tính 50% đó đi, và những phần sau là miễn phí hoàn toàn hết. Như vậy cái câu chuyện đó nó bắt đầu vào năm nào vậy anh Giang? Lúc mình nói khoảng tiền 2009, 2010 đúng lại thôi. Như vậy cho tới ngày hôm nay thì anh có nhớ là mình đã từng hỗ trợ cho bao nhiêu những cặp đôi? Nếu mình nói nhiều nhưng mà không nhớ là bao nhiêu. Dạ. Tại vì mình chụp mình không có lưu lại, mình nghĩ là giống như mình chụp xong mình giao xong là hết, mình không có nghĩ là mình để làm tiếp theo. Nhưng mà không biết lan tỏa trong máy ấm người ta giới thiệu tới thì thấy vậy anh cũng đã làm luôn. Đó là như vậy. Như vậy thì ngồi cái khoảnh khắc đầu tiên đã giúp anh bắt đầu cái hành trình thiện nguyện hơn 10 năm đó, thì cho tới ngày hôm nay có một cái câu chuyện nào đó đáng nhớ sau cái khoảnh khắc đó nữa hay không? Có cái câu chuyện đáng nhớ nè. Tại thời điểm đó là anh với hàng đệ tử anh á là đi chụp mà cô dâu khuyến tạc, mà chú rể là người khuyến tạc. Thì có hỏi cô dâu á, ủa sao mà em quen được chú rể này? Thì nói là tụi em quen trên xe buýt. Đó là cô dâu đã chụp ở đâu rồi, ký nghe người ta giới thiệu đó thôi. Là anh tặng từ áo cưới, trang điểm, chụp hình là tất cả hết, anh không tính phí đó. Những cái điều anh miễn phí đó có bao giờ anh tặng thêm một cái món quà gì đó cho họ nữa hay không? Anh tặng là tặng hình cưới. Người ta nói thôi anh Giang ơi, anh tặng nhiều quá tụi em cũng ngại, nói với tụi anh á là cái đó là không có quan trọng, nhưng mà cái tâm anh tặng thì cái giá trị tiền nào có bao nhiêu, nên tụi em đừng có từ chối. Như vậy thì có bao giờ những người thân trong gia đình của anh có một cái chia sẻ nào đó với công việc của anh, hoặc là ngăn anh lại chẳng hạn? Tại vì rõ ràng cái công việc đó đôi khi nó sẽ làm cho cái khoản thu nhập hàng tháng của anh nó giảm bớt đi rất rất là nhiều. Lúc đầu tiên á, bởi vì tư có tiền mẫu cưới mới tạo điều kiện cho anh vô cái nghề này. Vô cái nghề này xong á là anh lập gia đình, thì ba vợ anh á thì cản không cho anh làm, nói cái nghề cưới này không có ăn mày làm gì. Nhưng mà cái nghề đó là nghề của anh, anh bước bên gia đình anh đi qua, cho nên anh biết cách làm, anh mới mở cái anh làm. Thì từ đó anh phải bán làm, anh làm lên, thì vợ anh cũng động viên cho anh. Thì ngồi những cái sự chia sẻ động viên từ phía thành viên trong gia đình, có những mạnh thường quân nào đó họ cùng đồng hành với anh không? Mà anh làm thì cũng có nhiều người điện thoại hỏi anh, nhưng mà nó thôi cái giá trị nó không có bao nhiêu hết, tự anh làm thôi chứ không có cần cái gì hết. Anh nghĩ là anh làm vậy để anh giáo dục con luôn. Thứ nhất là con còn nhỏ, anh muốn là chia sẻ với con anh nó tốt hơn. Chính bản thân con đi chung với anh luôn mà. Anh mà đi đâu là anh dắt con đi theo đó. Bạn ấy bao nhiêu tuổi rồi anh? Năm nay là học lớp 9. Thì anh sẽ giáo dục con á, là thứ nhất á, con có cha có mẹ được may mắn như vậy, con nhìn trong cái chồng một câu thấy không, gian nan cực khổ, thì ba động viên con gắng cố gắng, con nhìn cái gương này con phấn đấu học lên, rồi sau này con có địa chỉ cái gì á là do cái tâm con với ba cứ hứa con được, thì con sống một người tốt, khiêm tốn, đừng khi dễ mọi người. Xung quanh mọi người là ai cũng giống nhau hết, không phải có địa vị mà mình khi dễ người này khi dễ người kia. Cái cảm giác của anh như thế nào khi mà anh chỉnh một cái bức ảnh vào trong album, nhưng đó là những người khuyết tật mà không phải là những người bình thường với tất cả những cái sự đầy đủ của họ, thì cái cảm giác đó nó có khác nhau hay không anh? Có cảm giác chứ. Lúc đầu anh suy nghĩ á, tại vì không phải một mình tiệm anh làm ở tiệm áo cưới, mà sao cái người khuyết tật từ quận nhất người ta tới tiệm anh để chụp, anh cũng ngạc nhiên. Thì anh suy nghĩ cứ chụp đi, không quan trọng gì hết, chụp cứ nghĩ mình chụp thôi, cái người đó tại vì người ta kém may mắn mình cứ chụp thôi, chứ không nghĩ hình xấu hay hình đẹp. Cái thời gian anh dành cho bộ ảnh đó cho nó đẹp như một bộ ảnh cưới thì nó khó khăn hơn và nó vất vả hơn nhiều không? Nó khó khăn lắm anh, tại những người ta ngồi xe lăn
những người ta đi không được. Ví dụ như đi chụp ở phim trường thì anh nhờ đệ tử anh á, có cái gì ảnh là xuống giùm, cái gì mà có sẵn trong phim trường mình tạo ra mình chụp. Chứ bây giờ cái người mà ta không đi đứng được á, mình không có dắt vô những nhiều khó khăn, mình chụp những gì đơn giản. Trong suốt hơn 10 năm qua khi anh chụp ảnh cho rất nhiều những cặp đôi khó khăn như vậy, có khi nào anh gặp lại họ ở trong một cái tình huống khác hoặc là trong một cái hạnh phúc khác khi họ có con, họ tới họ gặp lại anh và chia sẻ với anh không? Vào trong những cái ngày quan trọng nhất cuộc đời của họ. Có cái cặp khuyến tập đầu tiên người ta ở với Bình Dương á, có con người ta cũng dắt anh tiệm mình chụp hình cho con người ta, thì anh thấy cũng dễ thương, thì anh không có lấy tiền cái gì hết. Người ta rất là ngại, người ta nói thôi anh Giang, anh Giang làm gì tụi em ngại lắm, anh nói em á rửa hình thì không có bao nhiêu tiền tắm đâu, em rửa có 20 tắm, bao nhiêu tắm đâu có đáng bao nhiêu tiền, anh lấy làm gì. Đối với anh á thì ngại thì ngại, tụi em ngại thôi, chứ đối với anh làm vậy là anh thấy là vui. Có tình cờ người ta đi bán nhất là mấy giấy số, tại lúc đó con còn nhỏ, người ta mua sữa để cho con anh. Anh rất là ngại, anh không có nhận. Anh nói bây giờ tụi em là kém may mắn rồi, cái đồng tiền tụi em kiếm là khó, đồng ý thùng sữa nó không có đáng bao nhiêu theo cái nghĩa của tụi em, nhưng mà tặng gì anh ngại lắm, thôi tụi em đem gì tụi em muốn đi, người ta không chịu là không chịu. Như vậy anh cứ nghĩ cái hành trình thiện nguyện này nó sẽ còn tiếp tục với mình trong bao lâu nữa? Đối với anh á, nếu mà anh còn sống mà anh còn áo cưới thì anh sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người hết. Bản thân anh có nói với con anh thì ba làm những gì ba thích, ba làm trang trải cuộc sống để ba giải quyết, tại vì cái áo cưới thì ba có sẵn trong gia đình hết rồi, bây giờ mình giúp như vậy á để cho cái tâm hồn ba nó thanh thản thôi. Càng ngày càng lớn tuổi rồi, tại vì hồi đó ba rất là khổ, ba sống ba đã trải qua rồi, ước nguyện ba là như vậy thôi. Những người nào khó khăn thật sự anh cũng giúp đỡ nữa, chứ không phải là nghiêng người khuyến tạc. Cho tới ngày hôm nay có cái hoàn cảnh nào khi mà anh giúp đỡ họ và sau đó anh về anh hơi trằn trọc rằng là nếu như anh có khả năng nhiều hơn anh có thể giúp họ tốt hơn hay không? Đúng, nếu mà anh có khả năng nhiều hơn thì anh sẽ giúp đỡ nhiều hơn nữa. Chứ đầu tiên là anh là có 3 tiệm áo cưới lần, anh thuê là anh thuê 2 tiệm. Cái tiệm của mẹ anh á là cái tiệm thứ 3, là mở cũng 7-8 năm rồi. Nói chung kinh doanh mà đâu phải lúc nào cũng thuận tiện như mình nghĩ đâu. Dạ. Thứ nhất á, mình thuê mặt bằng rất là vất vả. Những người đâu thuê mặt bằng người ta không có hiểu, thấy mình làm được người ta lên giá. Mà nhân viên mình á đâu phải trả giá quá hoài, mình cũng phải lên giá cho người ta. Ai cũng có cuộc sống hết. Đối với anh á là cuộc sống là hòa đồng với nhau hết. Anh em là anh em, hòa đồng là hòa đồng. Cái nghề chụp ảnh cưới đó anh nghĩ nó là cái nghề chọn mình hay là mình chọn nó? Theo như anh nghĩ cái nghề chụp hình là chọn mình, anh không có nghĩ tới vấn đề này thật sự. Chị Tư anh mới thấy anh ở gia đình anh khó khăn, mới kêu chị Tư có tiệm áo cưới đó, mày đi học chụp hình đi, về cái gì mà làm cái gì Tư. Người kia anh nói là chị Tư ơi, con đâu có tiền đâu con mua máy, thì máy mắc lắm. Chị Tư đấy mà cứ mua đi thì chụp hình chưa từ học đó, thì do mình thấy chụp hình mà cũng thích, đâm ra cái mình đang mê cái nghề luôn. Bố mẹ anh trong những cái câu chuyện với anh khi anh còn là một đứa con trong gia đình thì bố mẹ cũng dạy anh về những cái điều tốt, những điều thiện như vậy hay không? Câu chuyện mà ba mẹ dạy thì chung ai cũng dạy con mình tốt hết đó, nhưng mà cái câu chuyện hồi xưa giờ anh không nhớ. Tại cái lúc mà năm anh là lớp 4 á, anh đã ngã căn bệnh rất là nặng, cho nên hình như là mắt chỉ nhớ luôn á. Cái căn bệnh đó nó ảnh hưởng đến anh ngày hôm nay như thế nào? Hiện giờ vẫn còn ảnh hưởng. Cái đó có cách nào để anh chữa trị hoặc là anh từng chữa trị mà nó không có khả năng phục hồi? Có chữa trị nhưng mà hồi xưa nó khổ lắm. Coi như là bây giờ anh chấp nhận sống chung với căn bệnh đó. Đúng. Nhưng mà ngày hôm nay khi anh ngồi trước mặt em nhìn ở anh một cái sự hồn hậu, một cái sự chân thành. Và em nghĩ đâu đó chính vì những cái điều anh làm tốt cho những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời này cũng là một cái cách nó giúp cho anh chống chọi được cái căn bệnh tật mà anh đã mắc phải trong suốt rất nhiều những năm tháng qua. Và cái giây phút này chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời mang đến cho anh Giang một người bạn, một người đồng nghiệp, cũng là một trong những người hiểu được, chia sẻ được và cùng đồng hành với anh trong rất nhiều những cái chặng đường vừa qua. Xin được mời anh Huỳnh Ngọc Thanh Vân. Theo em được biết, anh Thanh Vân có thể xem như là một trong những người đã từng hướng nghiệp, đã từng hỗ trợ cái công việc chụp hình cho anh Trường Giang. Thế thì cho tới ngày hôm nay, anh nhìn về cái công việc của anh Trường Giang nó như thế nào? Cuộc đời của anh Giang gắn bó công việc về thiện nguyện này cũng đã lâu rồi. Mình làm nghề, ai cũng có một cái tâm nghề. Mình làm được gì, mình giúp đỡ được gì cho xã hội, mình hãy cứ giúp, không cần phải nhận lại. Cái cơ duyên nào để anh Vân và anh Giang được quen biết nhau ạ? Thì nói chung là cũng anh em nói sớm. Đến bây giờ thì cái tình bạn của hai anh nó được kéo dài bao nhiêu năm rồi ạ? Cũng mười mấy năm rồi. Anh nhìn cái hành trình của anh Giang, có bao giờ anh cảm giác rằng là nếu như là anh sẽ mong muốn được làm những điều gì đó khác đi hoặc là tốt hơn anh Giang đã từng làm không ạ? Không ai muốn mà làm hơn ai hết, nhưng mà mình làm những gì cái tâm của mình làm được, mình hãy cứ làm và sống cho đời như một góc độ đúng. Anh Vân và anh Giang có từng chụp hình cùng nhau cho những cái cặp đôi hoàn cảnh khó khăn như vậy không ạ? Có 4-5 lần có chụp ở phim trường có. Dù như anh Giang kêu hỗ trợ thì anh em hỗ trợ. Anh Vân, khi mà anh biết cái người bạn của mình là anh Giang, anh làm những cái hành động tử tế, những hành động ý nghĩa như vậy, trong mắt anh Giang là một cái người như thế nào? Một người bạn rất là tốt, sống thẳng thắn, thật với đời. Cảm ơn anh Vân rất nhiều. Cảm ơn anh Giang đã mang đến một câu chuyện ý nghĩa mà Việt nghĩ rằng ở đâu đó ngồi kia, chúng ta vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, rất nhiều những trường hợp cần giúp đỡ. Và Việt cũng hy vọng rằng là câu chuyện tốt đẹp này
nó sẽ là một cơ hội để có thể lan tỏa ra ngoài kia, ở đâu đó sẽ có thêm nhiều hơn những cánh tay chúng ta có thể cùng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời này. Và một lần nữa, chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời xin được phép cảm ơn anh Trường Giang, cảm ơn anh Thanh Vân đã mang đến cho chúng tôi một câu chuyện ý nghĩa. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Cảm ơn anh Trường Giang ngày hôm nay đã đến cùng với chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời để lan tỏa thông điệp yêu thương, và chúc cho anh sẽ có ngày càng nhiều sức khỏe để tiếp tục làm được những công việc ý nghĩa này hơn nữa. Còn ngay bây giờ thì nhà thơ Phong Việt sẽ thay mặt cho những người làm chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời gửi đến anh một món quà của chương trình. Và thưa quý vị, chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời của chúng ta đến đây xin được phép kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời được phát sóng vào lúc 22:45 mỗi ngày trên kênh HTV9. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Thời Trang Kim. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 0938897177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.